Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 3 tháng 7 thăm Ba Lan, song không đưa ra quyết định cuối cùng về việc gia hạn triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Berlin tại Ba Lan thêm ít nhất 6 tháng nữa. Thay vào đó, Bộ trưởng Pistorius kêu gọi Ba Lan giải quyết tranh cãi liên quan đến trung tâm sửa chữa chung cho xe tăng Leopard 2 tại nước này trong 10 ngày. Kế hoạch xây dựng trung tâm sửa xe tăng với chi phí ước tính hơn 163 triệu đô la Mỹ được công bố tháng 4, dự kiến sửa chữa xe tăng Leopard 2 mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, dự án bị ảnh hưởng bởi bất đồng giữa Tập đoàn Quốc phòng Rheinmetall và Crown Mafia Weckmann của Đức và hãng Polska Grupa Zbrojeniowa PZZ của Ba Lan về chi phí sửa chữa xe tăng Leopard 2. Tờ Spiegel dẫn nguồn tin cho biết, trung tâm sửa chữa xe tăng dự kiến đặt tại Poznan và Gliwice, Ba Lan với chi phí do chính phủ Đức chi trả. Tuy nhiên, hãng PZZ của Ba Lan được cho là đã đưa ra những ý tưởng rất độc đáo về mức chi phí trên trời. PZZ nguồn kinh phí chẩn đoán sơ bộ xe tăng tới 109.000 đô la Mỹ, trong khi dịch vụ này ở Đức có giá 13.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, PZZ không muốn cung cấp bất cứ đảm bảo nào cho hoạt động sửa chữa, Spiegel đưa tin. Bộ trưởng Pistorius nhận định đàm phán quanh về vấn đề sửa chữa xe tăng Leopard 2 phức tạp, song khẳng định Đức sẵn sàng chịu trách nhiệm bằng cách này hay cách khác. Ông Pistorius kêu gọi Ba Lan nhanh chóng kết thúc đàm phán để Đức biết nên thực hiện dự án theo hướng nào, đồng thời khẳng định sửa chữa là một phần thiết yếu trong hỗ trợ bền vững cho Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Blazak khẳng định nước này cởi mở hoàn toàn trong vấn đề liên quan trung tâm sửa chữa xe tăng Leopard 2. Chúng tôi muốn hỗ trợ Ukraine và hợp tác trong lĩnh vực này với nước Đức láng giềng, ông Blazak nói. Tranh cãi giữa Đức và Ba Lan về trung tâm sửa chữa xe tăng Leopard 2 làm gia tăng những bất đồng gần đây trong các quốc gia phương Tây về vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine. Điều này xảy ra trong lúc các cường quốc phương Tây muốn thể hiện đoàn kết trong đối phó Nga. Ba Lan năm ngoái là một trong những quốc gia gây áp lực nhiều nhất với Đức về cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Các quan chức Đức khi đó cho rằng cần hành động thận trọng bởi quyết định chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine có thể làm leo thang xung đột hoặc khiêu khích Nga. Tuy nhiên, Đức cuối tháng 1 chấp thuận viện trợ xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, cùng thời điểm Mỹ đồng ý chuyển xe tăng M1 Abrams. Quân đội Ukraine phát động đợt phản công từ đầu tháng 6, tuyên bố đạt thành công một phần và tái kiểm soát một số ngôi làng. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine chịu nhiều thiệt hại về nhân lực và phương tiện chiến đấu hạng nặng, trong đó có xe tăng Leopard 2. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.